Sự thoải mái có thể phá hủy con người. Đôi khi một môi trường khắc nghiệt có thể trông rất khó khăn, nhưng chỉ cần bạn kiên trì và vượt qua, bạn sẽ nhận ra rằng những bài học quý giá nhất thường được học trong những hoàn cảnh như vậy. Tôi đã xem một đoạn video về một chú mèo con bị lạc. Nó đã trở thành ngôi sao trong khu nhà của mình. Tuy nhiên, sau khi được nhận nuôi, tính cách của nó đã thay đổi đáng kể. Sau đó, các chuyên gia đã đến thăm các nhà và quan sát thấy rằng khi mèo đi lang thang, chúng có thể phải tiếp cận con người để xin ăn, không phải vì ý muốn tự do mà chỉ để tồn tại. Khi được con người nhận nuôi, chúng không cần phải chạy khắp nơi, tỏ vẻ dễ thương và giả vờ dễ thương để kiếm thức ăn nữa. Vì vậy, chúng không cần phải cố gắng làm hài lòng con người. Dần dần, chúng trở nên thờ ơ và ít phản ứng hơn khi nhìn thấy người lạ. Điều này cho thấy sự thay đổi trong ý thức phòng thủ của chúng, hoàn toàn khác với khi chúng đi lang thang. Điều này cũng giống như con người. Nếu con người sống trong một khu vực thoải mái quá lâu mà không cần phải đấu tranh hay đạt được điều gì, họ sẽ trở nên lười biếng, không còn động lực để theo đuổi mục tiêu nào nữa. Về lâu dài, điều này thậm chí có thể dẫn đến sự chậm chạp và thiếu tự tin. Nếu một người không tiến bộ trong thời gian dài, ngay cả lòng tự tin ban đầu cũng có thể bị suy giảm. Hầu hết mọi người cần một chút thử thách để đặt ra yêu cầu cho bản thân mình. Chỉ qua kỷ luật, con người mới có thể phát triển. Con người cần phải không ngừng phát triển, nếu không, khả năng và chỉ số IQ của họ sẽ suy giảm theo thời gian. Con người thay đổi và phát triển trong trạng thái im lặng.